Năm đó ta hỏi lệnh phi, không, giờ là lệnh quý phi, muốn làm hoàng hậu không? Cô ta nói không làm được, không có số lao tâm khổ tứ. Cẩn thận một chút nữa. Không cần biết như vậy hối lộ gì, mất nữa ta tính sổ với tôi. Nhanh 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 nhanh.